Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chào mừng các bạn trở lại kênh Phạm Vũ Vlog 67 các bạn ạ. Chúc các bạn một ngày vui vẻ luôn các bạn ạ. Tiếp tục thì quay những chiếc xe nha các bạn. Đây. Đó. Đây các bạn. Đây. Một đống xe luôn nha các bạn. Ồ, một đống xe luôn các bạn ơi. Có những chiếc xe bị lật luôn nha các bạn. Đó, xe bị lật một đống luôn các bạn ơi. Đây. Ở khơi bạn ơi. Xe bị lật các bạn ơi. Này, có cả xe biến hình luôn các bạn. Nào. Bắt đầu thử nghiệm nha các bạn. Cho xe biến hình chạy các bạn. Xe biến hình chạy các bạn. Xe biến hình đã bị lật ở trong này nha các bạn, thì không làm gì được các bạn ơi. Đó, mình sẽ giải cứu các bạn. Đây. Mình sẽ giải cứu những chiếc xe này và cứu những chiếc xe này ra các bạn ơi. Đây. Chết tiên quá các bạn ơi. Mình sẽ nhờ cần cẩu cứu hộ nha các bạn. Cần cẩu cứu hộ để cứu những chiếc xe ra các bạn ơi. Có cả chiếc xe xúc là các bạn ơi. Xe xúc cũng đã bị nghiêng. Đây, một đống vùi vùi luôn các bạn ơi. Đây. Trước tiên nè các bạn. Đây. Đây. Các bạn ơi. Đây. Thì mình sẽ lấy chiếc xe nguyên đồ ra nha các bạn. Đây, từ từ các bạn ơi. Đây. Xe quân đội các bạn. Xe quân đội các bạn. Xe quân đội các bạn. Tiếp theo để móc chiếc xe ra các bạn. Móc chiếc xe ra các bạn. Móc chiếc xe ra các bạn. Xe này to quá các bạn. Móc ra từ từ các bạn. Đó. Giờ để móc một chiếc xe lưu các bạn nhé, kèm theo một chiếc xe một chiếc xe lưu các bạn. Đó, đã thành công cả một chiếc xe lưu các bạn ơi. Đó, xe lưu các bạn. Tiếp theo các bạn ơi, một chiếc xe là chiếc xe xúc các bạn. Đó, xe xúc đã bị lật các bạn ơi. Đây. Xe xúc cho các bạn ơi. Cái xe xúc nha các bạn. Con xe xúc to quá các bạn ơi. Xe xúc to quá. Chắc dùng cặn lăn lên thôi các bạn. Dạ lên, dạ lên. Lên nữa, lên các bạn, lên các bạn này. Rồi. Rồi. Xe cẩu cứu hộ. Đã cứu được một chiếc xe xúc nha các bạn. Đó, chiếc xe xúc các bạn ơi. Đó. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo là xe một chiếc xe tải cỡ nhỏ nha các bạn. Rồi, đây là xe này cũng đơn giản thôi các bạn. Xe này chỉ là bị vô đám đông thôi chứ không có bị lật nha các bạn. Này. Đây. Tiếp theo các bạn. Một chiếc container các bạn. Đó, lôi chiếc container ra các bạn. Lôi chiếc container ra ngoài các bạn. Lôi chiếc container ra ngoài nha các bạn. Container này khó các bạn ơi. Chiếc container này khó các bạn ơi. Này. Container này chắc đây dưỡng vào chạy rồi. Rồi cuối cùng cũng cũng được chiếc container nha các bạn. Đi, container các bạn. Rồi, động cơ quá mạnh mẽ luôn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo
Tiếp theo mình lôi chiếc xe xe biến hình ra các bạn, xe cảnh sát biến hình các bạn. Rồi chiếc xe cảnh sát biến hình ra các bạn. Xe cảnh sát biến hình ra các bạn. Rồi cảnh sát biến hình ra các bạn. Đây. Rồi xe cảnh sát biến hình ra rồi đó các bạn. Bắt đầu rồi. Xe cảnh sát biến hình chạy đã lùi rồi. Đó, quá dữ luôn các bạn. Nãy nằm trong đám đông, xe cảnh sát biến hình chạy không được luôn các bạn. Đó. Rồi giờ này đừng quá đừng rồi, chạy quá chạy các bạn. Đó, tiếp theo các bạn ơi. Đây là một chiếc xe mô tô chậm xuống luôn các bạn. Xe mô tô chậm xuống các bạn ơi. Đây. Xe mô tô chậm xuống các bạn. Đó. Bắt đầu nghe các bạn. Đó là xe mô tô trong suốt luôn các bạn. Xe biến hình các bạn. Rồi tiếp theo. Đây. Một chiếc xe bồn chở bê tông để làm lên một chiếc xe, làm lên một chiếc siêu xe các bạn. Xe cầu cẩu đến cứu các bạn. Xe cầu cẩu đến cứu chiếc xe. Không được rồi các bạn ơi. Quá xe cầu cẩu các bạn. Đang dưới lên chiếc xe con luôn các bạn ơi. Này con xe là dài rồi. Đây là dưỡng về con đây các bạn ơi. Giờ sẽ nâng cái xe lên để cứu, nâng cái xe lên để cứu chiếc siêu xe các bạn ơi. Rồi cuối cùng đã đẩy được chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn. Siêu xe đã được thoát từ ngoài các bạn ơi. Đấy rồi. Tiếp theo các bạn ơi, tiếp theo đó chính là một chiếc xe tải chở siêu xe các bạn. Chúng ta sẽ móc lên các bạn. Chúng ta sẽ móc lên rồi lật xe luôn các bạn ơi. Xe tải đã được cứu ra mà đều bị lật luôn các bạn. Mình sẽ quay lại các bạn, mình sẽ quay lại cứu. Bắt đầu bật quá rồi. Rồi dính với các bạn ngày này. Đã xong, đã cứu được xong một chiếc xe tải các bạn. Qua thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ móc chiếc xe này ra trước luôn các bạn. Móc chiếc xe cán chở đá, chở cát đá ra trước các bạn ơi. Xe chở đá các bạn ơi. Đấy. Rồi cuối cùng là lật được các bạn ơi. Mình sẽ kéo cái thùng lên các bạn. Cuối cùng cũng đã được cứu được các bạn ơi. Đây, xe tải chở cát đá các bạn ơi. Chở lại tôi sẵn luôn các bạn. Rồi đây còn 3 chiếc nữa các bạn ơi. Một chiếc trực thăng nằm bên dưới các bạn. Xe xúc cát thì cả cần cẩu nằm lên dắt lên chiếc xe tải luôn các bạn ơi. Mình móc lưu ra các bạn. Móc ra ngoài các bạn ơi. Hai cái xe này dính chùm với nhau. Có đây các bạn ơi. Móc lên, dở lên, móc. Móc dở lên các bạn. Móc cần các bạn. Rồi cuối cùng một chiếc xe xúc cát cũng được cứu nha các bạn. Đó, đây các bạn ơi.
nó rồi một chiếc xe tải nha các bạn, còn chiếc xe tải các bạn ơi, xe tải các bạn, à, xe tải các bạn này. À, xe tải này hơi căng các bạn ơi. Đây móc vào, móc vào trên mui xe các bạn. Không được luôn các bạn ơi. Xe tải này khó khăn luôn các bạn ơi. Xe tải này không có chỗ móc luôn nha các bạn. Đây, đây là treo luôn chiếc xe lên luôn các bạn ơi. Treo chiếc xe tải lên luôn các bạn. Rồi cuối cùng cũng đã cứu được một chiếc xe tải các bạn ơi. Cuối cùng cũng muốn được xe tải các bạn. Còn một chiếc trực thăng nữa các bạn ơi, còn một chiếc trực thăng nữa đó. Chiếc trực thăng các bạn ơi, móc vào, móc vào cái cánh của chiếc trực thăng các bạn đó. Móc vào cái cánh cũng không được luôn các bạn ơi. Đây không được các bạn ơi, trực thăng không được các bạn ơi. Trực thăng móc một chiếc trực thăng các bạn ơi, khó khăn đây các bạn ơi. Rồi làm chiếc trực thăng quay vòng tròn luôn nha các bạn. Một rồi cánh các bạn ơi, không được luôn các bạn ơi. Không được các bạn ơi. Chiếc thằng này khó móc quá các bạn ơi. Chiếc thằng này khó móc quá các bạn ơi. Đây mà các bạn đã móc lên cái cánh của chiếc trực thăng các bạn ơi. Cũng không được luôn nha các bạn. Chiếc trực thăng này khó quá các bạn ơi. Đây, chiếc trực thăng này khó móc quá các bạn ơi. Móc lên ra xem. Không được luôn các bạn ơi. Không được luôn các bạn ơi. Này cuối cùng cũng móc được vào cái cánh nha các bạn. Cánh trực thăng các bạn ơi. Lên. Ôi, cuối cùng trực thăng cũng ra được giải cứu nha các bạn. Các bạn ơi. Rồi còn là chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Rồi video mình cũng kết thúc luôn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo các bạn ơi.